Dạ không, bữa bốc được 4 đôi bán hết rồi. Em giờ không có giày nai gì nhiều nè. Có hai ba đôi gì đây nè. Thiệt, bây giờ em có giày nai là nhiều. Bây giờ em có giày nai là nhiều. Nè, một đôi giày nai nữa nè. Hôm nay lạnh mua giày nhiều đi đã luôn. Đúng rồi. Nắc gì? Nắc na một chai là như là gì chị? Chị ơi, chị gái ơi, chị nói em không hiểu nè. Nắc na là cái gì chị? Nắc Nắc na là một chai bao nhiêu em đâu có hiểu đâu chị. Có một đôi 43. Anh em nào mang size 43. Đôi nhỏ. Đôi nhỏ là 41 chị ơi. Nãy em có chốt cái chuyện đôi 41 rồi. Gì hàng Việt Nam? Làm gì có em? Không có. Không có hàng Việt Nam. Không có hàng Việt Nam. Hàng mà hàng này hàng hải quan làm gì có hàng Việt Nam. Đúng rồi, hàng hải quan đó em, hàng hải quan. Mà chưa một ai thất vọng giày nai bên chị luôn. Em chị cho em đi hỏi hết khách hàng của chị ở trong cái livestream này luôn. Chưa có, không phải là không có người mua, nhưng rất là nhiều người mua. Có người người ta mua lần 4 đôi quay lại mua thêm 4 đôi nữa, biết chi không, để dành đi làm. Cái giày này mua có 500 khoai em bà chẳng bằng em ra ngoài. Nếu mà nó giày y bì y nha, chị đang ví dụ. Nãy một chai 100 khoai á, nãy một chai 100 khoai. Một chai 100 khoai đó chứ yêu. À, mà chị mụn một chai 100 khoai. Mặt nạ. Ừ, hiểu rồi nè. Trời ơi, chết em luôn chị gái ơi. Mặt nạ, chị hỏi mặt nạ nào. Nếu mà mặt nạ vàng là em bán 2 chai 500. Mặt nạ vàng là 1 chai 500. Quên, 2 chai 500 mặt nạ vàng, 2 chai 500 mặt nạ vàng. Còn mặt nạ mà nhỏ xíu để xem cho con gái. Nhỏ, ok chị. Còn mặt nạ mặt nạ này là trị nám, trị thâm, trị mụn. Trị nám, trị thâm, trị mụn, trị trằn nhang. Hôm nay mua 2 chai 500 được tặng thêm 1 chai. 2 chai 500 được tặng thêm 1 chai. Rồi đôi giày nhỏ xíu đâu rồi ta? Đôi giày nhỏ xíu đâu rồi? Đây, đôi giày nhỏ xíu. Này chân mang cỡ 35 là vừa đó chứ yêu. Rồi bé Trang đưa gửi ghi cho bé Trang. Chân cỡ 35 là vừa chứ Trần Dung ơi. Dạ để em ghi cho bé Trang nè. Trang nè. Chia sẻ nè. Rồi nãy giờ chị Trần Dung mua rồi Ngọc Diễm nữa, em ghi hết luôn cho. Đợi em chút nha. Sẵn em ghi bốc thăm cho mấy chế chúng cũng vui rồi. Của Trần Dung nè. Rồi Ngọc Diễm nè. Rồi chị gái gì đó. Ngọc Diễm. Chế na. Chế na gần xuống xào xào tao mới like mày.